5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất động sản trầm lắng như hiện nay. Thứ nhất là tổ chức Fed hút tiền về và tăng lãi suất. Hậu Covid, chiến tranh giữa Nga và Ukraine, chiến tranh thương mại giữa các cường quốc trên thế giới dẫn đến là chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nền kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị đình trệ, dân tình hoảng loạn và sản xuất kinh doanh trong dân bị gọi là thua lỗ, dẫn đến là nguồn vốn đi đầu tư bất động sản bị cạn kiệt. Và ở Việt Nam thì không ngoại lệ cái kịch bản như trên. Thứ hai, chính sách của nhà nước Việt Nam thì đang tăng lãi suất, thắt chặt tín dụng cho vay bất động sản. Dân đã khan tiền, không có tiền lại bị vay lãi suất cao, đâm ra là cũng không muốn đi mua bất động sản trong cái giai đoạn này. Và thứ ba đó là gì? Là luật đất đai đang được sửa đổi và chưa được ban hành và chưa được thông qua. Nhà đầu tư thì đang ở trạng thái gọi là chờ đợi và cho mọi thứ được rõ ràng về mặt pháp luật, pháp lý và hành lang gọi là cho các cái dự án, cho những cái pháp lý của dự án được tháo gỡ, thị trường lúc đó mới trở lại. Và thứ tư là nguồn cung khan hiếm và đặc biệt là những căn hộ và bất động sản giá rẻ cho người có thu nhập thấp, người có nhu cầu mua nhà để ở thực thì lại chưa có tiền, chưa đủ tiền để mua. Và vấn đề thứ năm là vấn đề về tâm lý do một quá trình sốt đất quá dài, giá được bất động sản được thổi lên quá cao nên tâm lý của người mua nhà là mong muốn là sẽ chờ đợi giá sẽ giảm và tiếp tục giảm nữa. Vì vậy là người ta chưa mua trong giai đoạn này. Và hãy nhấn like, subscribe nếu các bạn thấy video này hay, và hãy chia sẻ đến mọi người, và hãy theo dõi tiếp tục những video tiếp theo của Bác Đại Bàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.